Cân điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video hôm nay chúng ta sẽ đến công ty New Wood ở Long Khánh, Đồng Nai để giao một cái cân sàn điện tử 3 tấn DI28SS 1,5 m x 1,5 m để cân nguyên liệu trong ngành gỗ anh chị nha. Giờ em hướng dẫn chị sử dụng ha. Đầu tiên là bấm phím mở nguồn để cân nó khởi động. Thì trong quá trình khởi động đó thì mình không có chạm tới cái sàn cân, để cho cái sàn cân nó khởi động cho xong hết ha. Rồi đầu tiên là mình kiểm chứng cái cân có chính xác hay không. Đầu tiên là một người, cho dù anh kỹ thuật hay là ai đó cũng được ha, mà đứng chính giữa mình kiểm chứng ảnh là bao nhiêu. 56kg đứng ở góc thứ nhất, 56kg đứng góc thứ hai, 56kg đến góc thứ 3. Rồi, 56kg góc thứ 4. Rồi, 56kg có nghĩa là cái cân nó đều góc, là mình yên tâm là mình có thể cân hàng được rồi. Với lại mình có thể là mình nhớ là trọng lượng của anh này 56kg thì tương đối, có nghĩa là mình đang kiểm soát cái sự tương đối. À ha, cái cân mà em mới giao chị thì tất nhiên nó chuẩn ký rồi. Nhưng mà trong quá trình sử dụng 12 tháng thì mình cứ kiểm chứng như vậy trước khi mình cân hàng. Để nếu như mà phát hiện cái góc nó bị lệch đó thì mình sẽ gọi nhanh đến số tổng đài bên em hỗ trợ liền nha. Rồi, dạ đúng rồi. Rồi còn cái quan trọng nữa là mình dùng xe nâng, nãy em nói á, chừng đừng để cho bánh xe nâng nó tác động tới ha. Rồi trong quá trình mà mình di chuyển cái cân này bằng xe nâng á, thì mình đưa cái càng nâng mình đưa, đừng có đưa cái hướng có dây tín hiệu bên kia, có khi nó bị cứng. Đúng rồi, có khi nó bị cứng, không nên mình đi, mình có thể sọt cái cần càng xe nâng nó ba hướng còn lại ha. Đúng rồi. Rồi còn cái màn hình số này nè, thì mình muốn biết là nó khi nào nó hết pin, khi nào nó còn pin. Thì khi nào mà chữ BAT, chữ battery ở đây nó sáng lên đó. Nó sáng đốm giống vậy nè, nó sáng lên á, thì nó sẽ báo là hết pin. Ví dụ như là nó sáng màu, có đốm màu sáng xanh ngay chỗ này nè, cái đèn BAT nó sáng lên có nghĩa nó báo hết pin. Lúc đó là mình sẽ sạc điện. Thì sạc thì mình kéo sợi dây điện bên dưới ra, mình ghim ổ điện vô khoảng chừng 4 tiếng là đầy pin. Trong quá trình sạc thì cái đèn sạc này nè, nó sẽ sáng đỏ lên, khi nào đầy pin nó sẽ sáng xanh. Nếu mà trong quá trình sạc mình vẫn cân có sao không? Thì mình hạn chế điều đó thôi, là giống như điện thoại, giống như điện thoại mình đó, mình hạn chế thôi. Dạ. Rồi nếu mà mình muốn trừ bì cái ba led hay trừ bì cái gì đó thì mình bấm phím một trong hai phím màu xanh là giùm em. Ha. Rồi, ví dụ như T, anh T là trừ bì á chị, T là viết tắt của chữ trừ bì á. Còn zero là xác định là trạng thái zero. Ví dụ như mình đang cái khởi động cân lên nó 0.0. Sau đó mình dịch chuyển cái cân vị trí này sang vị trí khác thì lúc đó nó hiện 0.5. Ví dụ vậy, thì trong đó hoàn cảnh đó mình bấm phím zero, bấm cái nó cũng trở về 0.0. Còn nếu mình muốn trừ bì cái ba led á thì mình lại bấm cái chữ T ha. Thì cách nào bấm nó cũng hiện ra cái số 0.0 cho mình hết, nhưng mà ý nghĩa nó hơi khác nhau, mà biểu hiện bên ngoài thì nó vẫn hiện lên hiển thị 0.0. Rồi còn dạ ba phím đó thường dùng trong khi mà cái chị kết nối với một cái máy in build thì sử dụng tới ba phím đó, hoặc là kỹ thuật bên em sử dụng tới ba phím đó. Dạ. Này tính ra là bên chị không có sử dụng mấy cái này đúng. Dạ đúng rồi. Cái này thôi. Dạ đúng rồi. Cái này thôi. Dạ đúng rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi chị. Đây là xong rồi. Dạ xong rồi chị. Xem xong video clip này mà anh chị cảm thấy cái cân sàn điện tử DI28SS 3 tấn 1,5 m x 1,5 m này nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, thì cân tự Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ.